80. Cô còn định làm gì nữa đây? Biến con trai tôi thành như vậy mà cô còn muốn làm gì nữa hả? Dù đã có lệnh cấm tiếp cận thằng bé rồi, không có sự đồng ý của người bảo hộ mà đã tự ý đưa Ưng Chanh đi, rồi để xảy ra tai nạn như vậy. Anh thề in vì cứu Ưng Chanh mà đang nguy kịch đó. Cháu của tôi đưa nó đi cũng là tội hay sao? Nước nào mà có luật đó chứ còn có quyền gì? Quyền của ba mẹ cũng là phạm pháp nữa hay sao? Sao còn dám phá vỡ luân thường đạo lý chứ? Xin bà hãy thôi đi được không? Bà Minh Chu Ran, mau đi mà khai với cảnh sát. Mau dẫn bà ấy đi đi. Bà bị bắt vì hành vi bạo lực và vi phạm luật lạm dụng trẻ em. Mời bà đi theo chúng tôi. Các người, sao các người dám? Sao cô dám làm tan nát cả gia đình anh em của mẹ chồng cô chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ chống mắt lên coi thứ cô sống tốt ra sao. Sở cảnh sát, bây giờ mẹ tôi bảy không được tỉnh táo còn gì. Bảy không có ý làm vậy đâu anh cảnh sát. Cảnh sát phục vụ hết lòng vì nhân dân. Làm đi, mau tống cổ bà ta vào tù đi. Bà ta đã lén đưa thằng bé đi rồi để xảy ra tai nạn đó hả? Bà làm vậy rồi mà vẫn nhân là bà nổi sao? Bà có biết tại vì bà mà suýt chút nữa Ưng Chanh và Ưng Đông đã mất mạng rồi hay không? Bà còn tỉnh táo không vậy? Sao bà có thể nghĩ tới chuyện đưa nó tới viện kiểm sát kia chứ hả? Mẹ tôi không tỉnh táo nên mới đưa thằng bé tới đó. Làm ơn đi, bảy đang bị mất tinh thần hay gì gì đó thôi. Ơi, đúng là chưa thấy gia đình nào như vậy hết. Con trai lớn thì đang ở trong tù, còn người ba thì bỏ trốn rồi bị giam trong bệnh viện. Giờ đến cả người mẹ nữa. Ơi, làm gì có gia đình nào như vậy chứ. Tôi phải ra ngoài. Bà nói gì? Tôi phải gặp chú Hiếu mới được. Phải đi cứu sống chồng tôi. Mở cái này ra đi. Tôi phải ra ngoài ngay. Tháo ra cho tôi. Tháo ra đi. Tháo ra. Tháo ra đi. Tháo ra. Tôi biết rồi. Mợ của con lần này sẽ không thể tránh phải chịu phạt rồi. Anh Kê Yên thực sự sẽ chết thay Ưng Đông. Sao có thể như vậy chứ? Vì có thằng bé nữa mà. Tại Ưng Chanh nên cậu ta mới làm như vậy. Theo con thấy thì không phải vậy đâu. Ý của con là sao? Anh Thế Yên vẫn chưa quên được cha Ưng Đông. Cô ấy cũng như vậy. Nhìn cô ấy khóc trước phòng phẫu thuật, trái tim cô như dở dụng ra. Vậy thì sao? Giờ chúng ta phải làm sao đây? Còn Chi Hun nữa. Bởi vậy mới nói hai người đó thời gian qua đã cố gắng tới mức nào chứ. Anh Thiên gửi gắm Ưng Đông cho Chi Hun rồi tự phủ nhận tình cảm của mình với cô ấy. Còn Ưng Đông thì vừa cố gắng sống ở nhà chồng cùng với Chi Hun, vừa coi như không có tình cảm gì với anh ấy. Vậy còn con? Con đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao có lẽ con cũng không thể có cách nào bước vào trái tim của anh Thiên được. Bác với mẹ về đi. Con dân đồng ở đây là được rồi. Tôi phải ở đây chứ. Vì cứu tôi mà thằng bé đã phải sống trong địa ngục cả đời rồi. Tôi phải ở đây chứ. Con xin lỗi. Đều là tại con. Là tại vì con và Ưng Chanh. Con xin lỗi. Sao là lỗi của con chứ? Là tại bà Minh Chu Ran mới đúng. Con thì có lỗi gì đâu mà xin lỗi.
Có lẽ thầy In đã thay bác đền đáp lại ân tình cho ba con và con thôi. Ba của con đã cứu bác rồi ra đi còn gì. Là thầy In, nó muốn đền đáp lại ân huệ đó. Chỉ cần con và ân Trang bình yên vô sự là được rồi. Thầy In là một đứa mạnh mẽ, nó sẽ tỉnh lại thôi. Vì vậy nên con đừng lo lắng. Đúng vậy, vì có mẹ với ba thầy In rồi nên con hãy về với Chi Hôn đi. Hay là để Ưng Đông túc trực bên giường bệnh của anh thầy In đi, vậy có được không? Nếu Ưng Đông cứ như vậy về thì trong lòng sẽ không được thoải mái lắm đâu. Có lẽ là anh thầy In có Ưng Đông túc trực bên cạnh sẽ mau chóng tỉnh dậy, nên cứ để cho Ưng Đông ở lại đây cũng được mà. Ông Trang à, ông mau lại đây. Con không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Dạ. Ôi trời, được rồi. À, thầy In chưa tỉnh sao? Dạ. Ba, không được rồi, con phải tới đó xem sao. Chị đừng tới. Tại sao? Hôm nay Ưng Đông sẽ túc trực ở đó. Em đã nói cô ấy làm như vậy, cô ấy có về nhà cũng sẽ không thoải mái đâu. Như vậy cũng được, nhưng mà em sẽ không sao chứ? Thật lòng là hôm nay em cũng không đủ tự tin để gặp mặt cô ấy nữa. Cả mợ cũng làm vậy, làm sao mà em có thể nhìn mặt cô ấy được? Chan à, em sợ lắm phải không? Vậy Ưng Đông với chú thì sao? À, họ ở bệnh viện. Ưng Chan à, anh thật sự xin lỗi.
Dạ rồi. Lời khai anh muốn bổ sung là gì vậy? Anh có thừa nhận việc mình đã đảo ngược lời khai hay không? Thằng bé bị thương rồi. Sao? Tình hình thằng bé ra sao rồi? Cho tôi gọi một cuộc điện thoại thôi. Anh chưa chôn hiểu. Nghe nói ở trong xe áp tải anh cũng làm loạn lên. Anh không biết là mình không được gọi điện thoại hay sao? Đừng cố phí sức nữa. Tôi chỉ muốn biết thằng bé bình yên thôi. Không phải chỉ cần tôi khai theo ý các người là được sao hả? Tại một kẻ như anh mà Thế Yên phải chịu như vậy, anh thấy hài lòng lắm sao? Tình hình Ưng Chan sao rồi? Cái gì? Tôi hỏi thằng bé sao rồi? Nó bị thương ra sao mau nói đi chứ. Anh tò mò hả? Cô, Ưng Chan sao rồi mà cô tới đây vậy? Bỏ mặc thằng bé bị thương cô còn tỉnh táo không? Anh có tư cách gì mà nói ra điều đó được chứ? Thứ trác rưởi như anh đã giết người từng chăm sóc cho con anh, đã vậy còn đảo ngược lại lời khai của mình. Sao anh dám nhắc tới Ưng Chan làm gì? Dẹp hết mấy lời dớ dẫn đi. Tôi hỏi Ưng Chan sao rồi? Anh Thế Yên có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Cái gì? Mẹ anh suýt chút nữa đã giết Ưng Chan, con trai của anh đó. Chỉ vì cứu tôi và Ưng Chan mà anh Thế Yên đang gặp phải nguy kịch đó. Đã một tuần rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ tại nhà anh Mạc Thế Yên mới thành ra như vậy. Đừng có buồn cười vậy. Tôi như này nên các người mang tôi ra làm trò đùa sao? Càng Thế Yên thằng khốn đó, hắn sẽ cứu con trai của tôi sao hả? Đúng là vô lý quá mà. Anh ấy dù biết có thể mất mạng nhưng vẫn chạy tới cứu chúng tôi, để cứu con của anh thay anh đó. Anh Càng Thế Yên đã sống để trả lại tất cả những gì mà tôi đã chịu đựng. Rồi sao? Từ giờ tới lượt tôi sẽ đứng ra vì anh ấy. Cô định sẽ làm gì? Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì anh sẽ ở tù chung thân, không bao giờ được ra ngoài nữa. Ba của anh cũng sẽ không thể nhận được kế ghép từ bất cứ ai. Mẹ của anh sẽ vào tù. Tôi sẽ làm như vậy đó. Không thể có chuyện Càng Thế Yên vì con trai tôi mà trở nên như vậy. Chị Hun à? Ưng Đông à, mau tới đây đi. Sao vậy? Tổng giám đốc Càng, anh ấy có chuyện gì sao? Họ nói anh ấy đang gặp nguy hiểm. Em mau tới đây nhanh lên, mau tới đi. Anh Chuyên Hiếu. Thật vô lý. Không đâu. Không đâu, không thể nào đâu. Không phải, không phải vậy đâu. Không phải như vậy mà. Không thể nào đâu. Không phải như vậy mà. Không thể nào. Thả tôi ra, tôi phải đi xác nhận chuyện đó thôi. Không thể nào đâu. Mức 150.
200. Súc, kiểm tra áp suất máu. Tôi cần nhiều xíu. Mức 250. Súc, mức 250. Súc. Bệnh viện Hàn Quốc. Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, xin chúc mừng. Em ở đây đi. Anh ấy gọi điện thoại cho mẹ, rồi sẽ quay trở lại ngay. Anh cũng phải cho tôi có cơ hội chứ. Chỉ tại tôi mà anh phải đau khổ và đơn độc cả cuộc đời này. Hãy để cho tôi có thể đền đáp anh chỉ một lần. Dù chỉ một lần thôi mà, hãy cho tôi cơ hội đi. Anh nhận ra tôi sao? Cô không bị thương ở đâu chứ? Còn Ưng Chan? Không sao, cả tôi và Ưng Chan đều không bị thương ở đâu hết. Vậy là tốt rồi. Tôi đi gọi bác sĩ nha. Không phải tại cô mà tôi sống cô độc và đau khổ đâu. Cô đừng tự trách bản thân mình. Cô không hề có lỗi gì hết. Anh không sao chứ? Ừ. Anh chờ tôi một chút, để tôi đi gọi bác sĩ. Chị Hôn à, cảm ơn cậu. Chúng tôi và Ưng Đông, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho anh đó. Được rồi, tôi đi gọi bác sĩ. Thiên sao rồi hả? Hèn mau vào đi, anh ấy vừa mới tỉnh lại đó. Sao? Thiên à, cái thằng này. Mọi người, tôi xin lỗi.
Anh nói vậy là sao chứ? Anh đã cứu Ưng Chan rồi kia mà. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Trời ơi cái thằng này, anh biết mọi người lo lắng tới mức nào hay không hả? Anh hôn mê một tuần rồi đó. À không được, không phải lúc để tôi như vậy đâu. Tôi sẽ gọi cho bác trai và bác gái báo tin ngay. Sao? Sao sao vậy ông? Thế Yên nó có chuyện gì sao? Mau nói đi. Cậu ấy nói Thế Yên tỉnh lại rồi. Thật vậy sao ông? À, Thế Yên tỉnh rồi sao bác? Bệnh viện Hàn Quốc. Thế Yên à, con nhận ra mẹ không? Tất nhiên rồi. Cái thằng này còn tưởng cô sẽ cứ như vậy ra đi chứ. Con xin lỗi ba, đã khiến cho ba phải lo lắng rồi. Không không đâu, ba thì quan trọng gì chứ. Thì ra lúc ba nằm ở bệnh viện, trái tim con đã cảm thấy như vậy, đau đớn như vậy. Ba nghĩ tới chuyện đó nên đau lòng lắm. Con có biết không, Ưng Đông với chị Hun, hai đứa nó đã túc trực bên con suốt từ lúc con hôn mê đó. Anh Thế Yên, thực sự cảm ơn anh. Em biết là anh sẽ tỉnh lại mà. Đúng vậy, ba tin ở con. Cha mẹ đâu phải những người dễ dàng đưa con mình đi như vậy được. Con mà thử có chuyện gì xem, Ưng Đông liệu có thể sống thoải mái được nữa không chứ. Ưng Đông à, từ giờ con không cần lo gì nữa. Bác cũng lo lắng cho Thầy Yên lắm, nhưng mà còn lo cho con hơn. Từ giờ con đừng lo nữa. Dạ. Anh nhớ gì không? Tôi và Ưng Chanh đã xảy ra chuyện gì? Anh đã đẩy tôi và Ưng Chanh ra ngoài, rồi bị chiếc ô tô đó đụng vào. Nhờ có anh mà Ưng Chanh không hề bị thương gì hết. May mắn quá. À, Tổng Giám Đốc Càng, tôi đã tới rồi đây. À, cậu tỉnh rồi sao? À, chủ tịch. À, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã tỉnh lại. Chú ơi, chú. Ưng Chan à. À, thằng bé vì lo lắng cho cậu cho nên nó đã mất ăn mất ngủ suốt một tuần nay rồi đó. Ôi trời ơi, thật vậy sao? Ưng Chan à, qua đi. Chú ơi, chú. Chú không sao, không phải lỗi của con đâu. Bây giờ chú thật sự không sao rồi. Thật không chú? Sở cảnh sát. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sao vậy? Con người hiến tạng cho ba con rồi hả? Dạ không, không phải vậy. Anh Can thì yên tĩnh rồi. Thật sao? Dạ may thật đó, mẹ đã có được đường thoát rồi. Vậy mẹ có thể ra ngoài rồi chứ? Đi đâu mà được. Cô cha Ưng Đông, người bảo hộ của Ưng Chan đã cương quyết, ai cho phép mà bà đi được chứ? Trước khi hòa giải với người bảo hộ của cha Ưng Chan thì bà không được đi đâu hết. Người bảo hộ của cha Ưng Chan là tôi mà. Tôi là bà nội của nó, Min Chu Ran. Mẹ, mẹ ngồi yên đó giùm con đi. Mẹ nói gì sai chứ? Mờ vẫn muốn nói rằng Ưng Chan là giọt máu của nhà mờ hay sao hả? Chị Huynh à, mờ đâu có cố ý gây ra tai nạn đâu con. Nếu như anh Thầy Yên có chuyện không may xảy ra thì Ưng Chan giận trong cả đời này sẽ sống không thanh thản được đâu. Tôi không còn gì để nói thêm nữa.
tôi đón Ưng Đông về, nhưng những gì tôi mang lại cho cô ấy ngoài đau khổ và mệt mỏi ra thì không có gì hết vì gia đình mở đó. Làm sao cô ấy có thể sống yên ổn như lời mở nói được đây? Không thể nào, tôi không còn mặt mũi nào nữa. Còn chúng tôi cũng vì cô ta, mọi người trong gia đình mở đã tan nát rồi mà con vẫn còn đứng về phía cô ta sao? Vì họ đã giết người còn gì, giết ba của Ưng Đông đó. Cảnh sát phục vụ hết lòng vì nhân dân. Mợ đã nói Ưng Đông như vậy có phải không? Rằng liệu cô ấy có thể tiếp tục sống bình yên với tôi nữa hay không? Đúng vậy, cho tới cuối cùng gia đình mợ vẫn khiến chúng tôi không yên. Như vậy mà mợ nghĩ là chúng tôi có thể tha thứ cho Chui Chui Hiếu Út được sao? Mợ nghĩ là chúng tôi sẽ để cho các người tiếp tục gặp mặt Ưng Chanh được hay sao? Chị Hôn à, mợ đã làm sai rồi, vậy nên con hãy cứu Chu Đi Út đi. Tôi xin mợ đó, từ giờ mà hãy thôi đi. Cậu ta tỉnh rồi hả? Phải, Càng Thầy Yên tỉnh rồi. Càng Thầy Yên mà có chuyện gì thì chị ấy ra sao còn chưa biết được đâu. Bây giờ tình hình bà ấy sao rồi? Chị ấy bị tạm giam ở sở cảnh sát rồi. Chị ấy đã lén đưa Ưng Chanh đi rồi để xảy ra tai nạn mà, đâu phải chuyện bình thường đâu chứ. Bị ông Hy à, nếu giờ cả bà ấy cũng vào tù thì... Anh hãy nghĩ tới chuyện ghép tạng thôi, đừng nghĩ gì khác nữa hết. Người còn sống thì cũng vẫn sẽ sống thôi. Em tới chỗ Chun Hy Út rồi về đi. Bị ông Hy à, đôi Chun Hy Út nhận tội đi, nói nó cầu xin tha thứ, chỉ còn cách đó mới sống được. Nó thì nghe lời ai đây chứ? Trại tạm giam Seoul. Mẹ của anh suýt chút nữa đã giết Ưng Chanh và tôi đó. Vì cứu tôi và Ưng Chanh mà anh Căng Thi Yên đang nguy kịch đã một tuần rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa. Số 3785 có người gặp. Còn sao vậy? Nè, Chun Hy Út à. Ưng Chanh, thằng bé thực sự không sao chứ? Đúng vậy, thằng bé không bị thương ở đâu hết. Nhưng mà mẹ của con thì đang ở phòng tạm giam. Vậy có thật là Căng Thi Yên đã... Sao vậy? Không thể tin được sao? Căng Thi Yên, người mà con suốt ruột vì không thể giết được, là người đã cứu con trai của con tới mức độ đó, nên là con không thể tin được, có đúng vậy hay không hả? Không thể nào đâu. Là vì cha Ưng Đông đó, nó đã ôm em trai của nó ở trước đầu xe, Căng Thi Yên đã đẩy rồi bị thương thay họ đó. Kết cục Căng Thi Yên là vì cứu con trai của con mà bị thương, con không hiểu cô nói gì sao? Chun Hy Út à, xin con hãy dừng lại đi. Nếu như con còn đảo ngược lời khai rồi không nhận tội thì mọi chuyện sẽ... Cô thì biết gì mà nói như vậy được chứ? Căng Thi Yên chính là một tên khốn, đã giở trò với kết quả kiểm tra của con. Vì hắn sợ ba con sẽ được cứu sống cho nên hắn đã ngăn chặn việc đó. Người giết ba của con không phải là Căng Thi Yên mà là con đó, con thực sự không hiểu hả? Cô không biết gì thì đừng có nói như vậy. Thằng khốn đó, hắn muốn đáp trả cho gia đình của con đúng như những gì hắn trải qua. Nếu như con cứ như vậy thì ba của con không được quỷ giúp đỡ đâu. Cô nói vậy là sao chứ? Chun Kỳ Ông vì muốn cứu ba của con đã nộp đơn đăng ký cho quỷ ông cha Man Chong rồi đó, cũng có thể sẽ được giúp đỡ. Ý cô là vợ con
sẽ nhận sự giúp đỡ của ông cha đó hay sao? Nếu không thì cứ để ba con chết hay sao hả? Vậy mới nói, sao con lại sống như vậy? Sao con lại làm vậy với ông cha Manh Chông, người đã chăm sóc cho con trai của con chứ? Cuối cùng ba con phải nhờ cậy quỷ mang tên của ông ấy để được cứu sống đó. Cấm giặt giũ, cấm nấu ăn. Con nói mẹ tìm phòng mà sao mày lại tìm chú Bẩn Thiểu này? Chỉ ở tạm trong lúc tìm phòng thôi, ráng chịu đi. Cũng đâu thể nào ăn ngủ ở chỗ làm được chứ. Thật tình, dù có Bẩn Thiểu dơ giấy đi nữa thì dù sao chỗ này Minh Chu Ran cũng từng ở mà. Cái gì? Ai chứ? Hả? Ai từng ở có gì quan trọng? Chúng ta còn đang chẳng lo xong cho chúng ta mà. Chủ nhà đã giảm một nửa tiền thuê phòng vì bà điên đó đã ở đây trước đó. Nhưng mà mẹ làm gì? Món canh hầm hải sản đó. Tiền ở đâu ra mà mẹ nấu chứ? Giờ tiền là vấn đề hay sao? Nghe nói Can Thi yên tĩnh lại rồi. Thôi bỏ đi, chắc là con không đến được với anh ấy đâu. Đừng vội, trò chơi thật sự vẫn chưa kết thúc ở đây đâu. Cứ để mà coi, đến cuối cùng ai là người nắm tay ai bước vào lễ đường. Mẹ làm ơn thôi đi, mọi chuyện chấm dứt rồi. Con không chịu hiểu cho tấm lòng người mẹ hay sao hả? Chỉ tại vì mẹ mà cuộc đời con như bị dứt xuống cống như vậy. Vì vậy dù mẹ có ăn chửi ra sao, mẹ cũng tìm cách cứu con hết, hiểu không? Can Thi In từ đầu tới cuối đều có người ở trong lòng của anh ấy rồi. Là ai hả? Là cha Ưng Đông. Mùi gì vậy? Trời ơi, hai người điên rồi sao? Cô không biết là ở đây cấm nấu ăn hả? Chuyện đó không phải vậy. Cô muốn gây quả hoạn chứ gì? Ôi trời, đá được một bà điên đi rồi, bây giờ lại thêm một bà điên nữa. Cô nói cái gì đó? Cái gì? Mặt của bà sao vậy chứ? Bà đã chạy như ma đuổi khi nghe tin Thi Yên tỉnh lại mà. Không có gì đâu. Có chuyện gì bà nói thử coi. Thực ra thì đêm hôm qua tôi có ghé qua đây nên đã tình cờ nhìn thấy Ưng Đông cầu xin một chuyện. Ba, con xin ba, chỉ cần ba giúp cho anh ấy tỉnh lại thôi. Chỉ cần như vậy, con sẽ không cầu mong gì hơn nữa. Con sẽ sống và từ bỏ hết mọi chuyện. Vậy đó, dù sao thì hai đứa nó, tôi nghĩ không biết là có phải thời gian qua chúng đã thu lại tình cảm của mình hay không. Vì Chi Huynh mà chúng làm gì? Bệnh viện Hàn Quốc. Ba ơi, con xin ba, chỉ cần ba giúp cho anh ấy tỉnh lại thôi. Chỉ cần như vậy, con sẽ không cầu mong gì hơn nữa. Con sẽ sống và từ bỏ hết tất cả mọi chuyện. Mời vào.
anh có một mình thôi hả? Tôi có gọi điện thoại, bác trai nói là đang ở đây nên tôi mới tới. Tại vì ba mẹ của tôi mới xuống dưới đi ăn. Cô mệt mà, phải nghỉ ngơi chứ. Chị Dung Sim đã nấu món canh sâm, nói là tôi mang tới biếu anh và hai bác. Anh hãy ăn lúc còn nóng đi nha. Cảm ơn cô. Chuyển lời cảm ơn của tôi tới cô ấy. Dạ, tôi đi đây. Ưng Đông mà, vì cô mà tôi đã sống không bỏ cuộc. Cuộc đời của tôi vì có cô và Ưng Chan, nên cho dù có mệt mỏi tôi cũng không thể bỏ cuộc. Với tôi, cô và Ưng Chan có ý nghĩa như vậy. Vậy cho nên cô cũng đừng từ bỏ bất cứ điều gì. Từ bây giờ tôi cũng sẽ chỉ sống vì tôi thôi. Nên cô hãy rũ bỏ hết gánh nặng và sống vì bản thân mình đi. Như vậy rồi mà nghĩ có thể sống chung với chị Hun được sao? Cô cũng không sống được với nó lâu đâu, cứ chờ đi. Đời của tôi vì có cô và Ưng Chan, nên cho dù có mệt mỏi tôi cũng không thể bỏ cuộc. Ồ, chị Huân à, anh đang ở đâu vậy? Công ty có chút việc cần phải làm. Em đang ở ngoài sao? Em định về nhà nè. Tối nay anh nhớ là phải về ăn tối với ba nha. Anh muốn ăn gì hả? Ưng Đông à, hôm nay chúng ta cùng nhau đi công viên đạp xe đạp với Ưng Chan đi được không? Ưng Chan có thể đã không ở bên cạnh chúng ta như vậy nếu như không có anh Thầy In giúp đỡ, phải không? Em không muốn nghĩ tới nữa. Em hiểu tại sao bà Min Chu San lại đưa thằng bé tới đó rồi. Nhưng đúng là nghiệt duyên thật mà. Em muốn quên hết. Dạo này anh thường nghĩ tới nhân duyên của chúng ta với nhau, giữa em và anh Thầy In, và còn cả anh và em nữa. Người cứu được Ưng Chan không phải là anh, mà là anh Kang Thế In. Anh đã nghĩ là không phải anh, mà đáng lẽ anh ấy mới là người phải ở bên cạnh em mới phải. Chị Hun à, phải chăng anh đã quá gượng ép vì ích kỷ bản thân của mình, vậy nên em với Ưng Chan ở bên cạnh anh đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Anh nói gì vậy hả? Người giúp em đi được tới tận bây giờ chính là anh đó. Anh cũng đang nghĩ như vậy, rằng để em bên cạnh anh dành sẽ khiến cho Chui Chun Hiếu Út phải trả giá. Nhưng mà việc đó có thực sự khiến cho em cảm thấy hạnh phúc hay không hả Ưng Đông? Sao tự nhiên anh lại như vậy? Vì sự ích kỷ của anh, muốn để em và Ưng Chan bên cạnh anh, nên anh dẫn cho nó xảy ra tai nạn còn gì. Chậm một chút nữa thôi,
là nơi mất em và Ưng Chanh luôn rồi, ngay trước mắt anh. Anh thực sự rất là sợ. Em hiểu được là anh thấy ra sao mà. Nhưng mà đó không phải là chuyện anh tự trách bản thân mình. Nhìn ra sao thì anh cũng là người bị hại, không còn cách nào là người thân của những con người như vậy. Nếu anh thấy quá mệt mỏi thì em sẽ đi nước ngoài cùng với anh nha. Dù là bây giờ, anh vẫn muốn em được sống hạnh phúc. Đi thôi, chắc là ba gọi đó. Ờ, không phải, là anh Nam Châm Út. Dạ, tôi nghe đây anh Nam Châm Út. Sao? Tập đoàn Esport. Anh nói phía phóng viên đào bới chuyện Ưng Chanh là sao hả? Chưa thấy họ có động tĩnh gì, nhưng mà tôi thấy hơi bất an một chút. Là phóng viên nào vậy? Hình như không phải là phóng viên mà tôi đã gặp lúc tôi họp báo đâu, không phải? Vậy là không phải phóng viên mà tôi đã gặp với U Hay U sao? Hình như không phải là nữ phóng viên đó. Vậy thì có thể là ai được chứ? Tôi sẽ tìm hiểu xem phóng viên nào đang đào bới chuyện về Ưng Chanh rồi sẽ báo lại.